đến với channel của Ngọt. Thì ngày hôm nay Ngọt sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bí quyết làm cho da của mình, da body của mình nó được một cái lớp da gọi là mềm mịn như da em bé luôn nha. Đầu tiên Ngọt muốn giới thiệu về những cái sản phẩm dưỡng thể của Vaseline của Mỹ, giá siêu siêu bình dân luôn, và đặc biệt xài rất là lâu mới hết, và các bạn có thể xài cho cả gia đình mình luôn nha các bạn. Đó chính là Vaseline của Mỹ. Thì hiện tại bên Sông Ngọt có tổng cộng là 4 màu, màu nâu, màu trắng, màu hồng và màu vàng. Nhưng mà những cái sản phẩm này đều có chung một tác dụng, đó chính là làm cho các lớp da của mình mềm mịn, đó làm da mình không bị khô. Hiện tại trong cái khí hậu hiện nay bây giờ là da mình rất là khô và dễ nứt nẻ như da rắn luôn nha các bạn. Nhưng mà khi các bạn sử dụng thường xuyên, ngày 2 lần, 3 lần, cái sản phẩm Vaseline này Ngọt đảm bảo với các bạn là da các bạn sẽ rất là mềm mịn. Và là có nhiều bạn hỏi Ngọt đó là cái sản phẩm Vaseline của Mỹ này nó có làm trắng da hay không. Nhưng mà những thương hiệu, những cái sản phẩm nghiêng về lotion này nha các bạn, thì nó có làm trắng da nha các bạn, nhưng mà cái lượng làm trắng da rất là thấp. Cho nên là nếu bạn nào mà muốn làm cho da mình kích trắng mạnh hơn thì các bạn có thể dùng những cái kèm theo những cái sản phẩm kem body khác. Như hiện tại bên Sông Ngọt là có bán loại kem body của Thái này, các bạn có thể sử dụng sau khi sử dụng Vaseline xong, các bạn xức liền cho Ngọt cái kem kích trắng da này. Ngọt đảm bảo với các bạn là da body các bạn rất là trắng, mà trắng tự nhiên an toàn, không phải là những cái dạng kem trộn nha các bạn, cho nên sẽ không bị hư da. Và đặc biệt là giá thành rất là rẻ luôn, bên Sông Ngọt bán là một chai 700 đây các bạn, 725ml đây này cả, to lắm các bạn, đây rất là lớn luôn. Thì là 150.000 một chai, 150.000 một chai, quá rẻ luôn đúng không các bạn, mà xài cả nhà luôn. Ngọt xài một chai lâu hết lắm, siêu lâu hết, hiện tại bây giờ là sắp hết thôi, nhưng mà tới đây là các bạn, chai của Ngọt tới đây, Ngọt để ở nhà là lúc nào Ngọt cũng sử dụng buổi tối hết. Ngọt những cái sản phẩm mà làm da mịn da này thì các bạn nên chú trọng nghiêng về một vấn đề nho nhỏ một chút xíu, đó chính là các bạn nên thường xuyên một tuần ít nhất 2 lần, từ 1 tới 2 lần là các bạn tẩy tế bào chết cho da. Thì nó khi mà mình sức kem nó sẽ thấm hơn và da của mình nó sẽ loại bỏ hết những tế bào chết, thì đương nhiên da của mình sẽ sáng và trắng mịn lên từng ngày nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái clip Ngọt giới thiệu về sản phẩm Vaseline, chia sẻ cho các bạn có một làn da mềm mịn như em bé này. Nếu như các bạn có muốn tham khảo thêm về những cái sản phẩm bên Sông Ngọt thì các bạn hãy vào trong cái đường Facebook mà được link Ngọt có để phần mô tả Trần Thị Bích Ngọt không giấu, và trang Sốc Ngọt để tham khảo những hàng hóa bên Sốc Ngọt nha. Đồng thời bạn nào mà muốn mua những cái sản phẩm này thì các bạn cứ inbox qua trong trang Facebook cho Ngọt. Đừng like và subscribe kênh Ngọt Vlog để ủng hộ Ngọt làm ra những cái clip làm về những cái mỹ phẩm dưỡng để làm đẹp da và những cái bí quyết làm đẹp da ở bên kênh Ngọt Vlog của Ngọt nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. Girl, su casa. Oh baby, when you talk like that.